Lời bác Hồ dạy ngày này năm xưa, ngày 9 tháng 12 khi phát triển đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận, phải xem trọng chất lượng quyết không nên làm một cách ồ ạt, không nên tham nhiều. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết tiêu chuẩn của người đảng viên, báo Nhân dân, số 2093, ngày 9 tháng 12 năm 1959. Là người sáng lập và xây dựng đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng bởi theo người. Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa quyết định sự tồn tại và phát triển của đảng ta lời dạy của bác có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc góp phần chỉ đạo định hướng công tác phát triển đảng viên của đảng đúng phương hướng có chất lượng thấm nhuần lời dạy của bác trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta luôn coi trọng và làm tốt công tác phát triển đảng thu hút được những người ưu tú tiêu biểu nhất về phẩm chất năng lực trí tuệ trong giai cấp công nhân nông dân trí thức và các thành phần xã hội khác nhờ đó đảng ta đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành đủ sức lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, đất nước ta bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc phát triển đảng đi đôi với củng cố tổ chức đã và đang được đảng ta đặc biệt quan tâm trong công tác xây dựng đảng. Lời dạy của bác vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, là kim chỉ nam định hướng đúng đắn cho toàn bộ công tác phát triển đảng viên của đảng. Để thực hiện tốt lời dạy của bác, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước theo một quy trình chặt chẽ nghiêm túc từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, trong đó khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phải xác định và vận đúng đắn tiêu chuẩn đảng viên, đồng thời thực hiện tốt phương hướng phát triển đảng. Phát triển đảng viên phải tích cực, thận trọng, phát triển phải luôn đi đôi với củng cố đảng và phải thực hiện tốt các bước phát triển đảng. Thực hiện lời dạy của bác, mọi cấp ủy và tổ chức đảng trong quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác phát triển đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng cao có số lượng hợp lý nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng bộ quân đội lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại thực sự là lực lượng chính trị tin cậy lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của đảng nhà nước và nhân dân đủ sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới Nội dung video đến đây là hết. Xin cảm ơn các đồng chí, mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí, mọi người nội dung ngày tiếp theo. Các mọi người yêu quý các chú bộ đội thì hãy đăng ký kênh. Tiếp theo nhấn vào nút thông báo để nhận được video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất. Và khi xem video mọi người thấy hình ngón tay cái chỉ lên trên thì bấm vào và đừng quên viết những bình luận của mình để các chú bộ đội có động lực làm những nội dung hay hơn nhé. Mọi người muốn chú làm nội dung gì thì hãy bình luận phía dưới video. Các chú bộ đội cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bộ đội thời nay xin chào tất cả mọi người.